Ơi, chào anh em à, tối nay em sẽ lên một vài chiếc đồng hồ mà có đèn LED dạ quang, cũng như là em sẽ giới thiệu sơ qua về các cái mẫu đồng hồ này. Chiếc này thì dạ quang quá, quá quá đẹp luôn. Đây là một chiếc Casio. Chiếc này là Casio điện tử và chiếc kia sẽ là đây, cái đèn nền này của Casio điện tử. Còn chiếc này là Citizen kiểu kiểu phi công. Con Casio này có autoline nè. Đèn dạ quang nó hơi yếu, thì em nghĩ chắc do pin yếu thôi. Cái này mai em thay pin là sẽ sáng đẹp thôi. Rồi, ok. Thì cái mẫu Casio dây thép và dạ quang Autoline đèn LED nó là chính là mẫu này. Tình trạng thì dây cũng còn khá là mới. Dây dây thép rỗng nha, nhưng mà nó cũng khá là tốt. Con này thì size là 41 và nó là thiết kế theo cái kiểu trẻ trung, kiểu hiện đại, cho nên là có khá là nhiều các cái chi tiết ở trên mặt số. Nhưng thật ra thì chỉnh thì cũng đơn giản thôi. Hiện tại thì em đã chỉnh đúng giờ nè. 8:46 tối ngày 3 tháng 8 năm 2022. Đây là một chiếc Casio Edifice với khá là nhiều cái tính năng giống như một những cái dòng G-Shock vậy á. Chiếc này sẽ là 1050k. Chiếc lúc nãy thứ hai là một em Citizen, đây là dòng cũng kiểu hai máy, vừa kim vừa điện tử, và các cái tính năng của nó nằm ở vị trí 6 giờ. Chúng ta sẽ nhấn cái nút góc này để cho nó chuyển. Đây là calendar, có nghĩa là lịch. Thì hiện tại là em đã chỉnh đúng rồi, ngày 3 tháng 8 và nó đang nhấp nháy. Khi mà mình muốn chỉnh thì mình sẽ ấn cái nút những cái nút phía bên đây này. Tiếp theo là mình chuyển sang các chế độ khác, ví dụ như là đây là chỉnh giờ báo thức nè, có hai báo thức. Đây là chế độ giờ thể thao, giờ đếm ngược và giờ thực tế của nó là đây. Hiện tại giờ điện tử đang là 7:45 tối, bởi vì đây là giờ DEC, là giờ của cái quốc gia khác rồi. Mình sẽ chỉnh về cái Bangkok BKK, chính là giờ Việt Nam của mình. Đen lắc Sydney, Tokyo, Hồng Kông, Singapore, đây, Thái Lan, BKK. Rồi, chiếc này chỉnh giờ kim thì cũng đơn giản, bằng cách mình rút cái núm góc 3 giờ và mình vặn như thế thôi. Chiếc này sẽ là mã hai máy và giá là 1450k. Tiếp theo sẽ là một con Casio Lin-A. Chiếc này thì nó thiết kế bộ kim và cọc số bằng thép khá là đẹp. Dây còn rất là dài nha, đây, gần như là đủ mắt luôn, rất là dài. Con này thì là dây thép chứ không phải là titanium. Đấy của nó nè. Con này thì độ mới khá là cao, cỡ khoảng là 95% á, chuông to rõ nè, đèn sáng. Và cách chỉnh giờ của chiếc này cũng khá là đơn giản. Trước tiên là mình sẽ đưa về cái giờ lịch nè. Đây là lịch ngày 3 tháng 8, đây là tiếng tiếng Nhật, tháng 8 trong tiếng Nhật, World Time, Alarm nè, giờ thể thao, giờ đếm ngược nè. Mình muốn chỉnh giờ mình chỉ việc giữ nguyên cái nút 2 giờ á, cỡ khoảng 10 giây nó sẽ chuyển qua chế độ SZ. Đó là thế là bắt đầu. Bây giờ mình sẽ chỉnh sang các chế độ khác.
giây nè, giờ phút nè, đó, năm tháng ngày. Nhạc K có nghĩa là nó bắt mình có chọn các cái bài nhạc, và đây là tiếng Anh hay là tiếng Nhật. Ví dụ như mình chọn qua tiếng Anh đi, đó, Anh nè. Thứ tư là Wednesday, còn đây là English. Nó có tiếng khác nữa nè, ví dụ hình như là tiếng Đức hay Tây Ban Nha gì đó. Đây, và đây là tiếng Nhật thôi, mình chuyển qua tiếng Anh đi cho dễ đi. Rồi, ok, đơn giản thế thôi. Con này là size 40 và giá của nó là 980k. Và cái chiếc dạ quang sáng nhất chính là chiếc Silen này. Đây là một cái dòng nội địa của Nhật và nó khá là chất. Đây, đáy của nó nè. Nó đáy của nó đây, sản phẩm này thuộc tập đoàn Sunflame của Nhật, và cái đây là một cái tập đoàn có nó là sở hữu, đúng rồi, sở hữu nhiều cái thương hiệu đồng hồ và hầu hết đều là made in Japan hết. Ví dụ như là dây xích ha, dây xích nè, Paul Smith, rồi Sunflower cũng có luôn. Và cái này là Silen. Đây, ở đây nó có ghi là Japan Movement nè. Dòng này á thì dạ quang của nó thì sáng vô cùng. Đặc biệt cái chiếc này nó có một cái chế độ chronograph rất là hay. Anh em để ý cái kim dây ở góc 12 giờ nó đang nhảy từng giây đó, nhưng mà khi mình ấn cái nút này nè, nó sẽ chuyển sang chế độ chrono thể thao. Giờ ấn phát đó, nó bắt đầu reset đứng kim nè. Bây giờ em ấn cái nút này ở đây này, nó có cái nút này nè, ấn một cái rồi bị nhầm rồi. Rồi sau đó bấm cái nút này nè, đó, thấy không? Bây giờ á, cái kim ban đầu nó là kim dây của bộ đồng hồ chính, thì bây giờ nó sẽ chuyển sang kim một phần 20 của bộ chrono. Còn cái cây kim dài đây nè, là lúc nãy là nó đứng ở vị trí 12 giờ và bây giờ nó là kim dây của bộ đồng hồ chrono. Tương tự cái kim góc 6 giờ chính là kim phút của bộ chrono, và kim bên đây sẽ là kim giờ của bộ chrono. Bây giờ em sẽ reset lại thôi. Đó, em reset về đây nè. Đó, bây giờ là kim kim này đã trở về là kim dây của bộ đồng hồ chính, còn kim dài chrono là nó đang đứng yên. Thì đó là một cái tính năng nó cũng hơi quái dị, khá là dày, bộ máy của nó khá là dày. Chính vì vậy mà nó phù hợp cho máy nem tay to. Dây này cũng còn khá mới. Cái chiếc này có vẻ như là dây đang bị ngắn rồi, em sẽ phải tìm thêm mắt thừa cho anh em. Con này dây ngắn rồi, chắc em sẽ phải kiếm thêm hai mắt nữa là anh em mang vô tư. Con này thì size của nó khá là to, chắc phải là 44 45. Con này size to đó. Đây, chính xác luôn, 45 chưa tính nụ. Niềng thì xay ok, cũng như là cái núm của nó nè, núm zin và rất là to. Đây, đó. Nó có cái đây để bảo vệ cái núm ở phía dưới đây nữa nè. Nói chung là nó thiết kế hơi bị gọi là độc dị đó. Ủa, cái này bật bên đây ra hả ta? Cái này là vặn cái đây ra nè, xong rồi bật cái đây lên. Rồi ok, chiếc này em sẽ để giá cho mấy anh em là 1450 nha. Dạ quang rất là sáng và cái kiểu núm ngược cũng khá là dị đó. Rồi ok, cảm ơn anh em. Tối nay em lên 4 chiếc đồng hồ như thế. Rồi chào anh em.